Đẹp nhỉ, cuối mùa thi rồi mới đẹp này, chết hết đôi to thế. Cái lúc thi rồi chơi đẹp thế mà anh. Con này được cái dáng đấu đẹp, đẹp thật. Đây được cái dáng đấu đẹp. Họng đỏ rồi. Không phải, họng vẫn đỏ. Đỏ, vẫn kiểu chim nó vẫn tơ. Con này của anh này tháng nữa mới xả được hết. Nó phải già chim cơ, nó mới họng mới đen. Úi giời, đẹp đấy. Tháng nữa là sợ không xuống, chưa xuống được ấy. Chắc phải hơn thì lông đẹp này. Lông này vẫn còn đẹp hơn. Phần lưng nó còn chưa dựng. Phần lưng là phần tiếp xúc ánh nắng mặt trời nhiều nhất mà chưa dựng thì còn lâu. Lúc nào nó dựng mà nó hơi bạc bạc ấy thì lúc đấy là mới xuống được. Con này mấy vụ, 2 vụ à? Đó, 2 vụ hết rồi. Rồi, tầm 3 vụ. Cổ là hơi cổ vại đấy nhá, hơi cổ vại luôn đấy. Cháu phải lật phách tàu ra chúng ta phải là năm nay nó ngon rồi, nó giải hết rồi nhá, phải lật phách tàu là không đâu em. Đuổi nhỉ. Hôm nay một tôm 10 à? À Linh. Một tôm 10 hồi xưa có điền nhiều rồi anh, nhiều cờ rồi. Nhưng mà sau điền điền đi làm ở đâu đây mới thành lý. Không thi ở đây có cái cờ mà. Hồi xưa là điền thì đây có cái gì à, mười phải mười mấy triệu. Sau mới làm ở đâu ấy thì là mới bán cho thằng Nhật một con thì mới là trong quý nhất. Quý nhất là bắt con 17, Nhật thì bắt con mười mấy. Thì là sau này cuối cùng lại có đi làm đâu, cuối cùng lại không có chi. Thế là mới vớ được cái con là thi ra đâu rồi là anh nhớ có con mua 7 triệu, 9 triệu gì đấy mà về mà được cái chung kết đấy. Thì lại vớ được con đấy. Đấy thì bán hai con này đi ra thì không có chi chơi không. Thì lại vớ được cái con 9 triệu kia. Đấy. Đặt là gọi 50 hay là gọi gì đặt tên mới thế nhỉ? Gọi mèo mèo ấy để cho nó quen. Ôi, đang quay đang quay. Thế mình làm chờ à? Anh Yên lại chơi đẹp thế. Chung cả lồng thì em mới cho lồng chứ nó mua chung không? Không. Anh nhầm địa chỉ rồi. Anh nhầm địa chỉ rồi. Ngay không. Chú về chú cũng để ý chú là biết là không. Anh nào nhưng mà vơ vào thì là tự nhiên là mình thay là mình mang tiếng là gọi là lọ kia nhớ của ai cho là địa chỉ là gì? Sinh bán đấy là nghỉ chín rồi. Bỏ chờ hơi quên rồi. Chín rồi. Tên khoản lồng đấy là thừa để anh bắt lại lồng. Lồng không sự ba phủ. Lồng 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 lồng.
tưởng lại chim rồi thì bán là bán chồng. Cái lồng à, cái lồng mày lấy lại của Đức Cận là lồng nào? Trong vừa vẫn non. Nhìn quen đấy hả Linh? Con này có phải con của thằng ấy không? Đúng rồi. Đó, con này có phải con của thằng Sức Khỏe không? À, mua mua. Bác này đánh bắt lại con thứ nhất. Đéo hợp lý. Mày nếu mà bắt thứ nhất ít nhất phải 16 nha. 15-16. Nhưng mà nó chưa có gì thì bắt tầm đấy là đúng rồi. Mẹ nó mua 7-8 thì nó phải bán tầm đấy. Đoán là 15-16, đấy còn đi lính mua nhiều thì... Đẹp. Thế thôi. Tại vì thằng thứ nhất là con chim nó bán ở đây là chỉ chim con chim là về tay 51 rồi. Ok, nó mới bán ra. Còn nếu đã chơi được nó vào Sài Gòn rồi, nếu cái bộ chim như thế này... Còn nó có cái ở Sài Gòn rồi. Đấy, nên là đi lính mua về sẽ được cái giá hợp lý. Là tầm 10 máy, đúng chưa? Anh thích mua con